Chào các thầy cô, đặc biệt là các thầy cô trong ban tổ chức. Có nghe không ạ cô? Có, dạ. Chị là Đỗ Thị Hoa, năm nay là 54 tuổi. Dạ. Nhưng mà chị cũng theo cái lớp Chào Mặt Trời cộng đồng này cũng được hơn 1 năm rồi. Dạ. Nhờ cái duyên là có học ở trong cái lớp của cô Hồng Diên đấy ạ. Dạ. Dạ, cô Hồng Diên đã gieo duyên và mình đã được tham gia cái lớp này, mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Mình thật sự ra mình rất là xúc động vì là các thầy cô đã quan tâm đến sức khỏe của cộng đồng và cho đi một cách vô điều kiện. Mình cảm thấy rất là tự hào và rất là hạnh phúc khi mà được tham gia trong cái chương trình này để nâng cao sức khỏe. Cụ thể là tối hôm qua là mình bị mất ngủ, nhưng mà sáng nay á, mình nghĩ đến cái buổi chào mặt trời này và mình quyết tâm là phải dậy để chào mặt trời. Sau khi chinh phục 54 vòng chào mặt trời ở một cái nơi xa cô, tại vì cái nơi này là cái nơi lạ, mình không ngủ được. Cho nên là không có trang phục, cũng xin cô thông cảm. Rồi sau khi chào xong 54 vòng mặt trời và được trải nghiệm cái phần dẫn thiền của thầy thầy Khoa, ôi, rất là tuyệt vời. Mình chưa bao giờ mà mình nghe được một cái bài dẫn thiền nào mà nó hay, mà nó tuyệt vời, nó vi diệu đến thế. Rất là cảm ơn thầy. Và qua ngày hôm nay là tập xong 54 vòng mặt trời, mình được trải nghiệm một cái thời gian thiền nó dài mà mình lại có thể là khôi phục được một cái giấc ngủ của mình. Xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn thầy Khoa, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe, và xin chúc cho cái hành trình của chúng ta chào mặt trời là mãi mãi duy trì, nó gieo duyên được đến nhiều người hơn.